Thưa quý vị, công tác vận động các nguồn lực xã hội để thực hiện các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ, giáo dục thiếu niên nhi đồng trong nhiệm kỳ 2017-2022 đã được các cấp bộ đoàn đội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng dành nhiều sự quan tâm thông qua nhiều mô hình hay có hiệu quả thiết thực, tạo nhiều dấu ấn đẹp trong cộng đồng. Đây cũng là cách mà tổ chức đoàn đội tại địa phương giáo dục lòng nhân ái, tình yêu thương và xây dựng lối sống đẹp trong thiếu niên nhi đồng. Chia sẻ yêu thương, đừng bước đến trường là một trong những mô hình ý nghĩa được Hội đồng đội thành phố Đà Nẵng duy trì 3 năm qua. Tại chương trình, thanh thiếu nhi địa phương sẽ quyên tặng sách, truyện thiếu nhi, sách giáo dục kỹ năng sống, vở và dụng cụ học tập mới để gửi đến những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Đáng ghi nhận, đây đều là những phần quà mà chính các em tiết kiệm từ phần thưởng, quà vặt, nuôi heo đất hàng ngày để dành tặng cho những người bạn kém may mắn, qua đó góp phần giáo dục truyền thống, lá lành, đùm lá rách. Đây là lần thứ hai mà con tham gia chương trình này, và khi đến chương trình này thì con đã mang tới những chú gấu bông và những quyển vở. Con mong rằng khi mà các bạn nhận được những món quà nho nhỏ này từ con thì các bạn phần nào cũng bớt đi những sự tủi thân, những khó khăn của mình và cảm nhận được tình cảm của tụi con đem đến. Ý nghĩa nhân văn của mô hình chia sẻ yêu thương, nâng bước đến trường đã lan tỏa qua từng năm. Vì thế, chương trình không chỉ nhận được sự hưởng ứng của đông đảo học sinh mà còn được các bậc phụ huynh quan tâm bởi ý nghĩa và năng lượng tích cực mà nó mang lại. Tôi cũng động viên các con trong gia đình là cùng chung tay với tất cả các bạn học sinh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đóng góp những phần quà, sách vở, truyện tranh để tặng cho các bạn nghèo, để cho các bạn có cơ hội được tiếp cận nhiều thông tin, đồng thời có thêm nguồn động viên vươn lên trong học tập và rèn luyện. Bên cạnh mô hình chia sẻ yêu thương, nâng bước đến trường, tổ chức đoàn đội tại địa phương cũng duy trì mô hình nhà sách yêu thương không đồng. Các mặt hàng tại nhà sách yêu thương không đồng rất đa dạng, từ sách giáo khoa, sách tham khảo, sách kỹ năng đến vở và dụng cụ học tập. Ngoài ra, tại nhà sách cũng có một số nhu yếu phẩm để hỗ trợ thêm cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Qua 3 năm triển khai, mô hình nhà sách yêu thương không đồng đã hỗ trợ cho hơn 500 học sinh với tổng trị giá hơn 500 triệu đồng. Chương trình nhà sách yêu thương không đồng huy động nguồn lực từ các mạnh thường quân, đồng thời các cái nguồn lực được nhận từ chương trình chia sẻ yêu thương nâng bước đến trường là tình cảm của thiếu nhi thành phố gửi gắm cho các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Thời gian tới thì thành đoàn hội đồng đội thành phố sẽ tiếp tục đưa về cơ sở các cái hoạt động tư vấn chăm sóc dinh dưỡng cũng như là về mặt tâm thần cho trẻ tại 7 quận huyện. Có thể nói, thông qua các mô hình tiếp sức đến trường trong nhiệm kỳ 2017-2022, tổ chức đoàn đội tại địa phương không những đã hỗ trợ, động viên kịp thời cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, mà còn góp phần xây dựng lối sống đẹp trong thiếu nhi địa phương. Qua đó lan tỏa thông điệp, tuổi nhỏ làm việc nhỏ, thúc đẩy tinh thần chia sẻ, yêu thương trong cộng đồng.